Hello mọi người, lại là Ti đây. Các bạn tập những mũi đan cơ bản đã quen tay chưa? Ở video hướng dẫn đan khăn choàng phần 2 này thì mình sẽ bắt đầu đan thật luôn chứ không có đan nháp nữa nha mọi người. Bề ngang của các khăn mình đang làm là 16 cm. Các bạn có thể làm khăn to hơn hoặc nhỏ hơn tùy ý. Số mũi cần cast on thì mình sẽ để ở trên màn hình cũng như là bên dưới phần mô tả, các bạn có thể tham khảo nha. Tùy vào tay đan của mỗi người chặt lỏng khác nhau thì mặc dù là cast on cùng một số lượng mũi nhưng mà cái kích cỡ cho ra sẽ chênh lệch một chút. Các bạn có thể điều chỉnh cộng thêm hoặc trừ bớt một vài mũi để cho ra kích cỡ ưng ý nhất nha. Đối với những bạn đã làm chiếc khăn choàng nháp ở phần 1 mình chỉ, thì nếu như mà với 11 cái mũi cast on này mà các bạn đo ra được kích cỡ bề ngang là 4.5 cm, thì là tay đan của các bạn bằng với tay đan của Ti. Các bạn có thể làm theo như kích cỡ mà mình đang làm trên video. Nếu cái mảnh khăn này mà các bạn đo ra chiều rộng nhỏ hơn 4.5 cm, thì nghĩa là tay đan của các bạn nhỏ hơn tay đan của mình. Đối với tay đan của mình, nếu muốn khăn có chiều rộng là 16 cm thì mình sẽ cần phải cast on khoảng 37 đến 39 mũi. Còn nếu tay đan của bạn nhỏ hơn thì bạn có thể tăng số mũi cast on lên là 41 đến 45 chẳng hạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đo cái đoạn len cần thiết để cast on. Đối với pattern này thì các bạn sẽ dùng chính cái chiều dài thân kim để đo. Kim của mình là 25 cm nha. Các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len bằng 5 lần chiều dài thân kim. Với cái lượng len này thì các bạn có thể cast on lên tới 50-60 mũi lận, cho nên là không có sợ thiếu len đâu, chỉ có dư thôi. Số mũi mình cast on trong video này sẽ là 39 mũi nha. Đoạn dây mình vừa mới đo xong thì các bạn sẽ để ở phía trước, và đoạn dây dài nối liền với cuộn len bạn sẽ để ở phía sau. Video này mình tập trung vào pattern đan khăn choàng, cho nên mình sẽ lướt qua các khái niệm về những mũi đan cơ bản. Bạn nào cảm thấy nhanh quá chưa theo kịp thì có thể xem lại những phần trước để luyện tập thêm nha. Sau khi đã cast on xong 39 mũi thì các bạn nhớ đếm lại một lần nữa trước khi bắt đầu hàng thứ nhất nha. Mỗi vòng dây trên kim các bạn đếm là một mũi. Sau khi cast on xong thì cái phần dây này nó dư ra cũng khá là nhiều, nên mình sẽ cắt nó ngắn bớt đi để không bị nhầm với lại cái dây dài bên kia. Khi mà đan len thì chúng ta không có đụng tới cái phần dây ngắn này, mà chỉ đan cái phần dây dài nối liền với cuộn len mà thôi. Lật ngược kim lại và các bạn sẽ bắt đầu đan hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên này thì chúng ta sẽ làm theo công thức: một mũi nít, một mũi pearl, xen kẽ cho đến hết hàng và kết thúc hàng là một mũi nít. Trong video hướng dẫn này thì mình sẽ sử dụng cái máy đếm dòng để cho các bạn không bị nhầm ha. Đối với những hàng lẻ như là 1, 3, 5 thì mình sẽ bắt đầu hàng và kết thúc hàng bằng mũi nít. Còn các hàng chẵn là 2, 4, 6 thì mình sẽ bắt đầu và kết thúc hàng bằng mũi pearl. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm mũi nít đầu tiên. Mũi nít là mũi đan xuống nên chúng ta sẽ đâm kim từ trên xuống. Mũi tiếp theo là mũi pearl thì chúng ta sẽ để sợi len ra phía trước, đâm kim từ dưới lên. Mũi thứ ba là mũi nít thì chúng ta lại để len ra phía sau, đâm kim từ trên xuống. Mũi thứ tư là mũi pearl thì để len lên phía trước và đâm kim từ dưới lên. Các bạn chỉ cần nhớ là phải luân phiên để sợi len ra phía trước và phía sau tùy theo cái mũi mình đang làm là nít hoặc là pearl. Trong khoảng vài chục hàng đầu tiên, đối với những bạn mới bắt đầu làm thì các bạn cần tập trung tuyệt đối cho mình. Nếu như mà các bạn đang nhầm thì cái khăn choàng nó sẽ không ra được cái họa tiết như mong muốn. Nếu trong khi làm mà bạn quên mất là bạn đang làm mũi nít hay là mũi pearl thì một chút xíu nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách nhìn làm sao để xác định được là cái mũi mình đang làm là mũi gì. Bây giờ thì mình sẽ tua nhanh cho đến cuối hàng. Mũi cuối cùng của hàng đầu tiên sẽ là một mũi nít đan xuống. Khi mà các bạn đan đến cuối mỗi hàng thì các bạn phải ấn cho cái phần len nó sâu xuống một chút để tạo một cái khoảng cách an toàn giữa những cái mũi đan mình đã làm xong với lại cái đầu cây kim. Nếu như mà các bạn để nó quá sát đầu kim thì có thể là nó sẽ bị tuột ra đó. Và một điều rất quan trọng nữa là nhớ kiểm tra lại số mũi ở cuối mỗi hàng. Nếu ban đầu bạn cast on 39 mũi thì tất cả những hàng sau đó kết thúc mỗi hàng đều phải đếm lại cho mình là đúng 39 mũi. Nếu làm xong một hàng nào đó mà bạn đếm ra số lượng mũi nhiều hoặc là ít hơn 39 mũi thì có nghĩa là bạn đã làm sai ở đâu đó rồi. Hàng thứ hai thì cái pattern của mình sẽ là một pearl, một nít, xen kẽ cho đến hết hàng và kết thúc hàng bằng một mũi pearl. Để xác định xem một mũi đang là mũi nít hay là mũi pearl thì chúng ta sẽ không có nhìn vào mũi đầu tiên mà sẽ nhìn vào mũi thứ hai và thứ ba. Ở đây các bạn thấy là mũi thứ ba nó có một cái dấu nằm ngang, có nghĩa đây là mũi pearl. Tương tự thì mũi thứ năm, thứ bảy cũng là mũi pearl.
Và đây là họa tiết xen kẽ một nít một pearl, cho nên nếu như mà mũi thứ 3, 5, 7 là mũi pearl thì có nghĩa mũi đầu tiên cũng chính là mũi pearl. Vậy để làm mũi pearl thì cái sợi len nó sẽ nằm phía trước cây kim và chúng ta đâm kim từ dưới lên. Sau đó là mũi nít thì sợi len phía sau cây kim và chúng ta đâm kim từ trên xuống. Các bạn cứ lặp lại một pearl một nít như vậy cho đến hết hàng. Và ở cuối hàng chúng ta sẽ kết thúc bằng một mũi pearl. Mình sẽ tua nhanh cho đến đoạn cuối hàng nha. Mũi cuối cùng của hàng 2 sẽ là một mũi pearl. Kết thúc hàng thì các bạn nhớ ấn cái phần len này xuống và đếm lại thử giùm mình xem là có đúng 39 mũi hay không. Sau đó thì các bạn xoay sản phẩm lại và bắt đầu hàng thứ 3. Hàng thứ 3 này thì chúng ta sẽ lặp lại pattern của hàng thứ nhất là một nít một pearl xen kẽ đến hết hàng và kết thúc hàng bằng một mũi nít. Bây giờ chúng ta lại luyện tập cái kỹ năng là nhìn làm sao biết mũi nào là mũi nít, mũi nào là mũi pearl. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái mũi thứ 2, thứ 3 trở đi, không có nhìn vào mũi thứ nhất. Ở đây thì các bạn thấy là mũi thứ 2, thứ 4, thứ 6 nó sẽ có những cái gạch nằm ngang, vậy thì đó là những mũi pearl. Tức là mũi 1, 3, 5, 7 là mũi nít. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu hàng này là một mũi nít và kết thúc hàng cũng là một mũi nít. Trong trường hợp các bạn đã có cái máy đếm hàng như mình thì mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn, đó là cứ hễ hàng lẻ thì các bạn sẽ bắt đầu và kết thúc bằng mũi nít, còn hàng chẵn thì các bạn sẽ bắt đầu và kết thúc bằng mũi pearl. Nhưng mà bạn không nên quá phụ thuộc vào máy đếm hàng mà nên học cách nhìn để phân biệt được cái mũi nào là mũi nít và mũi nào là mũi pearl. Vì thứ nhất là cho dù có sự hỗ trợ của máy đếm hàng thì cũng có khi là bạn làm xong nhưng mà quên bấm sang hàng mới. Vậy thì cái số hàng chẵn lẻ nó sẽ bị chênh lệch và chúng ta sẽ làm nhầm họa tiết. Nếu như mà các bạn đang nhầm thì cái họa tiết bề mặt nó sẽ không có được rõ ràng như thế này mà nó sẽ bị tùm lum. Và trường hợp thứ hai là nếu như mà bạn đang làm nhưng mà bạn buông xuống giữa chừng thì làm sao để biết cái mũi tiếp theo mình làm là mũi nít hay mũi pearl? Thì các bạn phải học cách xác định mũi giống như là mình đã chỉ nãy giờ. Thì các bạn sẽ tìm cái mũi nào mà có cái đường gạch ngang ở dưới thì đó là mũi pearl. Vậy thì mũi liền trước và liền sau của nó sẽ là mũi nít. Đơn giản mà đúng không? Đa phần các bạn đều thuận tay phải, cho nên mình chỉ cho các bạn cách giữ len bằng tay phải. Nhưng mà theo như kinh nghiệm của mình, thì đối với cái họa tiết một nít một pearl xen kẽ như vậy, thì cách giữ len bằng tay phải đang nó mất thời gian hơn nhiều, vì các bạn sẽ phải ngoặt len ra phía trước và phía sau ở mỗi mũi đan. Nếu giữ len bằng tay phải thì cái thời gian mà bạn đan xong chiếc khăn này sẽ mất rất là lâu. Thay vào đó thì các bạn có thể học thêm cách giữ len bằng tay trái. Đối với các bạn nào đã biết móc len thì cách giữ len này cũng tương tự như khi bạn móc đó. Bạn sẽ giữ len bằng tay trái và phải đảm bảo cho cái khoảng cách của cái sợi len giữa cái ngón trỏ đến cây kim đan nó phải luôn luôn căng. Nó không được quá trùng, tại vì nếu như mà trùng xuống thì cái mũi đan của mình nó sẽ khó điều khiển và nó sẽ không đẹp. Cách quấn len thì cũng tương tự như khi giữ len bằng tay phải. Bây giờ thì mình sẽ điều khiển cho các bạn thấy là giữ len bằng tay trái để làm cái họa tiết xen kẽ một nít một pearl này nó dễ hơn nhiều như thế nào so với giữ len bằng tay phải nha. Chỉ bằng việc di chuyển ngón trỏ cùng với sự kết hợp của tay phải là mình đã có thể dịch chuyển cho cái sợi len nó ngoặt ra trước và ngoặt ra sau rồi. Mũi tiếp theo là mũi pearl, vậy thì mình sẽ để sợi len ra phía trước. Và mình sẽ quấn dây một vòng quanh kim như thế này. Rồi mình đâm kim ra phía sau và tuột mũi ra khỏi kim bên trái. Như vậy là mình đã làm xong một mũi pearl. Khi kết thúc mũi pearl thì mình sẽ ngoặt len ra phía sau luôn, để len sẵn ở vị trí phía sau cây kim để chuẩn bị làm mũi nít. Đâm kim từ trên xuống, lấy len như thế này, giữ len bằng ngón tay trỏ bên phải, kéo kim lên trên và tuột mũi ra khỏi cây kim bên trái. Mũi tiếp theo là một mũi pearl thì mình sẽ ngoặt len ra phía trước, lấy len như thế này, lòn kim ra phía sau và tuột nó ra khỏi cây kim bên trái. Bạn thấy là sau khi làm xong mũi pearl thì cái sợi len nó tự động nó ngoặt ra phía sau cây kim luôn. Như vậy thì cái tốc độ đan của mình nó sẽ được tăng lên. Mình sẽ tiết kiệm được khá thời gian cầm sợi len lên rồi thay đổi vị trí một cách thủ công như là khi cầm len bằng tay phải. Cách giữ len bằng tay trái này thì tiếng Anh gọi là Continental Kneading. Bạn nào cảm thấy thích thì có thể search thêm video để tìm hiểu thêm về kỹ thuật này nha. Mình sẽ làm cái thao tác thật chậm để các bạn có thể vừa nhìn vừa thử làm theo xem như thế nào.
hàng này thì sẽ kết thúc bằng một mũi knit. Các bạn nhớ là ở những hàng đầu tiên khi mà chúng ta mới tập làm thì cuối mỗi hàng các bạn phải đếm lại xem là cái số mũi nó có còn như ban đầu không nha. Sang hàng thứ tư là một hàng chẵn thì chúng ta sẽ bắt đầu và kết thúc hàng bằng một mũi pearl. Mình sẽ đang theo công thức là một pearl một knit xen kẽ cho đến hết hàng. Hàng này mình sẽ lại tiếp tục giữ len bằng tay trái để làm cho nhanh. Mũi pearl thì là len ở trên kim, đâm kim từ dưới lên, quấn sợi vòng quanh kim và lòn kim xuống dưới. Cuối cùng là tuột mũi ra khỏi cây kim bên trái. Mũi tiếp theo là một mũi knit thì đâm kim từ trên xuống. Mũi pearl thì chúng ta ngoặt len lên trên và đâm kim từ dưới lên. Mũi knit thì ngoặt len xuống dưới và đâm kim từ trên xuống. Các bạn có thấy là cái thao tác mình thay đổi vị trí của cái sợi len bằng cái tay trái nó nhanh và tiết kiệm thời gian hơn biết bao nhiêu lần so với cách làm của tay phải không? Rồi đến đây thì mình sẽ chuyển lại làm bằng tay phải để các bạn so sánh cái sự khác biệt nữa ha. Rồi ngoặt len ra phía trước, làm mũi pearl. Ngoặt len ra phía sau, làm mũi knit. Các bạn có thể tập giữ len bằng cả hai tay vừa trái vừa phải giống như mình, xem là cách làm nào phù hợp với bạn nhất nha. Làm đến đây thì mình nghĩ là các bạn đã nắm được quy tắc để đan chiếc khăn này rồi, rất là đơn giản thôi đúng không? Để mà đan xong một cái khăn choàng này thì mình mất thời gian khá là lâu, tầm 3-4 tuần lận, tại vì mỗi ngày thì mình chỉ đan một chút ít thôi. Nhưng mà cái mẫu này được cái là nó lặp đi lặp lại, cho nên bạn có thể đan ở bất cứ đâu. Đi ra ngoài quán cà phê vừa ngồi chơi với bạn bè vừa đan cũng được, không có sợ bị nhầm. Khi đi du lịch mà di chuyển bằng tàu xe nhiều thì mọi người cũng có thể mang cái này theo để vừa ngồi vừa đan. Và cây kim đan gỗ thì hoàn toàn có thể mang được lên máy bay nha mọi người. Nhờ những cái bộ môn như là đan móc len mà những cái chuyến bay dài đằng đẵng mười mấy tiếng đồng hồ nó sẽ bớt nhàm chán hơn rất là nhiều. Các bạn thường hay hỏi mình là không có mua len da wool mà có thể đan bằng len miêu cotton được không? Thì đáp án là không nha mọi người. Thật ra các bạn muốn thì vẫn có thể làm được thôi. Nhưng mà về tác dụng giữ ấm thì cái thành phần cotton nó sẽ không bằng thành phần acrylic. Giống như là quần áo mình mặc, nếu mà vải có chất liệu là cotton thì cũng là dùng cho mùa hè đúng không? Những cái thành phần len mà cái chất sợi nó có nguồn gốc từ thực vật, chẳng hạn như là cotton là bông gòn đó, bamboo là tre và linen, thì những cái loại sợi này nó sẽ không có cái khả năng giữ ấm nhiều. Nếu mà các bạn tìm len mùa đông để đan những cái đồ giữ ấm như là khăn choàng, áo khoác, mũ nón, bạn nên tìm những cái loại len có cái chất sợi có nguồn gốc từ động vật, chẳng hạn như là lông cừu, alpaca, hoặc là sợi nhân tạo là acrylic, hoặc là mohair thì cũng là một cái sợi có tính chất giữ ấm tốt. Và đặc điểm chung của những cái sợi này là nó đều lông lông xù xù ở cái bề mặt. Nên nếu mà các bạn hỏi mình là cái len da wool này nó có xù hay không thì câu trả lời là có. Và tương tự những cái dòng len giữ ấm khác nó cũng vậy thôi. Vậy nếu mà các bạn đi Đà Lạt hay là đi du lịch đến những nơi có không khí lạnh thì các bạn nên sử dụng những cái dòng len thiên về mùa đông để mình làm. Các bạn lặp đi lặp lại công thức của hai hàng này cho đến khi đạt được chiều dài khăn mà các bạn mong muốn. Ở phần 3 thì Ti sẽ chỉ cho mọi người cách cast off và giấu sợi để hoàn chỉnh chiếc khăn choàng nha.